Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua bài tin chính trong ngày hôm nay. Maraui đến MU, chốt giá cuối MU UT. Sau Maraui, MU vẫn muốn ký phim bon. Ten Hag nhận cảnh báo về Van Detroit và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Maraui đến MU, chốt giá cuối MU Theo ký giả Fabrizio Romano, Nosai Maraui của Bayern Munich đang mong muốn chuyển đến Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Hiện tại, người đại diện của anh Pimenta đang tiến hành đàm phán với Quỷ Đỏ về một thỏa thuận có thể xảy ra. Tuy nhiên, việc này phụ thuộc vào khả năng Manchester bán được Aaron Wan-Bissaka hay không. Bên cạnh đó, theo báo cáo từ Cao Lập Sai, Manchester United đang quan tâm đến Manuel Ugarte và họ muốn củng cố hàng tiền vệ trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Mặc dù Paris Saint-Germain yêu cầu mức phí 59 triệu euro, Quỷ Đỏ đang mong muốn ký hợp đồng với cầu thủ 23 tuổi này ở mức giá khoảng 50 đến 55 triệu euro. Tiến gần rồi, MU vẫn muốn ký Fimbong. Hôm nay, báo chí châu Âu đồng loạt đưa tin Manchester United chuẩn bị có được sự phục vụ của hậu vệ Nosai Maroui của Bayern Munich sau khi ngôi sao người Maroc bày tỏ ý định muốn gia nhập quỷ đỏ và đã đồng ý với những thỏa thuận cá nhân. Hiện đội chủ sân Old chỉ còn nhiệm vụ thuyết phục hùng sám nhà người với mức giá 30 triệu euro mà Bayern Munich yêu cầu. Man United tự tin có thể sớm hoàn tất thương vụ này trong vài ngày tới. MU chuẩn bị đón một hậu vệ phải nữa. Tuy nhiên, theo nhà báo Fabrizio Romano, ban lãnh đạo của quỷ đỏ hiện vẫn coi hậu vệ phim Bong của Leverkusen là thương vụ tiềm năng, dự phòng cho Maroui trong trường hợp thỏa thuận với Bayern Munich bị đổ bể. Tim vừa trải qua một mùa bóng thăng hoa trong màu áo của Leverkusen, mặc dù là một hậu vệ nhưng ngôi sao người Hà Lan ghi tới 12 bàn và có 7 đường kiến tạo sau 44 trận ra sân. Góp công lớn giúp Bayer Leverkusen có lần đầu tiên vô địch Bundesliga, đồng thời đăng quang cả quốc quốc gia Đức. Theo ký giả Fabrizio Romano, hợp đồng hiện tại giữa Tim với Leverkusen có cả điều khoản giải phóng trị giá 40 triệu euro. Đây là con số không phải vấn đề với Man United. Bên cạnh đội chủ sân Old Trafford, Real Madrid cũng là đội bóng khác muốn sở hữu chữ ký của cầu thủ 23 tuổi này nhằm thay thế cho bộ đôi Dani Carvajal và Lucas Vazquez trong tương lai. Ten Hag nhận cảnh báo về Van Nistelrooy. Sau khi Mitchell Van der Gaat bị câu lạc bộ chấm dứt hợp đồng, chân sút cự phách nhất lịch sử của Manchester United rút Van Nistelrooy đã chính thức được quỷ đỏ mời quay trở lại Old Trafford làm việc với tư cách là trận lý mới của huấn luyện viên Erik Ten Hag. Nhận định về bước đi táo bạo của ban lãnh đạo MU, hậu vệ huyền thoại Zlatan đã cảnh báo huấn luyện viên Erik Ten Hag rằng vị trận lý mới này sẽ chống đối và thách thức các quyết định đến từ nhà cầm quân 54 tuổi. Chia sẻ với The Athletic ông nói: là một huấn luyện viên bạn cần những người sẽ chống lại thách thức với bạn và hy vọng rút van Nittroy và jinny sẽ làm được điều này tất nhiên cậu ấy là một huyền thoại của câu lạc bộ hiện tại manchester united rút van Nittroy, hy vọng có thể mang lại một phẩm chất nào đó cho các tiền đạo trong công tác huấn luyện và giúp họ trở nên tốt hơn bản thân cậu ấy cũng từng là một huấn luyện viên về vậy điều đó sẽ giúp ích tôi thích sự bổ nhiệm này chi tiền tỷ lãnh đạo mu quyết tâm làm mới Old Trafford. ban lãnh đạo mu được cho đang lên kế hoạch xây dựng một sân vận động có sức chứa 100.000 chỗ ngồi trong vòng 6 năm tới ở mùa giải 2023-2024, mẫu ngoài việc bị chỉ trích về thành tích kém cỏi, mà cuối đó còn trở thành tâm điểm của sự chia rẽ với sự xuống cấp của cơ sở vật chất tại Oxford. Để khắc phục tình trạng này, ban lãnh đạo của mẫu được cho đã lên kế hoạch và thực hiện nhiều cuộc cách mạng tại đội bóng. Mới đây, theo nguồn tin từ ESPN, Sir Jim Ratcliffe và các cộng sự dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc xây dựng sân vận động mới hoặc cải tạo Oxford vào thời điểm cuối năm nay. Dự án này dự kiến sẽ tiêu tốn 2 tỷ bảng Anh, tức khoảng 64.808 tỷ đồng với số tiền khổng lồ này. Hy vọng có thể xây dựng một sân vận động có sức chứa từ 90.000 đến 100.000 chỗ ngồi vào năm 2030. Trước đó, Sir Jim từng cho biết muốn xây dựng một sân vận động mới trên khu đất của sân vận động hiện tại. Có thể sử dụng khu đất ở phía sau Stanford End. Các kế hoạch vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng các quan chức của câu lạc bộ đã lấy cảm hứng từ nhiều dự án tương tự trên thế giới, đặc biệt là sân vận động Sophie và dự án tái phát triển khu vực xung quanh gần North Angeles. Đáng nói sân vận động Sophie chính là nơi vừa diễn ra trận đấu giao hữu giữa MU và Arsenal. Các nguồn tin từ ESPN cũng báo cáo rằng bộ sọ của Man United đã đến thăm Nốt Angeles nhiều lần trong vài năm qua. Cựu tiền đạo của MU Andy Cole người có mặt ở Nốt Angeles theo dõi trận đấu với Arsenal chia sẻ người hâm mộ của Manchester United và tất cả mọi người ở phía bắc nước Anh xứng đáng có một sân vận động đẳng cấp thế giới thực sự và Sophie là tiêu chuẩn để chúng ta hướng tới. Tôi không nói điều này một cách nhẹ nhàng nhưng bạn có thể thấy cơ hội tương tự ở Manchester. Việc xây dựng hoặc cải tạo Oxford có thể là trung tâm cho việc tái phát triển khu vực xung quanh. Như đã đề cập ở trên, không ít lần các cổ động viên có mặt tại Oxford đã chịu cảnh phải nội nước khi mái vòm sân đấu này bị dột và điều này ảnh hưởng đến quá trình thưởng thức bóng đá của người ấm mộ và phần nào khiến các cầu thủ không có được sự tập trung cao độ. Ở thời điểm hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Erik Ten Hag đang có mặt ở Mỹ và thi đấu trong giai đoạn tiền mùa giải. Romano cập nhật quan trọng vụ Bruno Fernandes Paris Saint-Germain. Bruno Fernandes đã tận hưởng một mùa giải ấn tượng với Man United bất chấp chiến dịch ảm đạm của đội bóng này. Anh ghi tới 15 bàn sau 48 lần ra sân trên mọi đấu trường. Đội trưởng của Quỷ Đỏ có 2 năm hợp đồng ở Old Trafford và được cho sẽ chuyển đến Ả hoặc Paris Saint-Germain. Các báo cáo xuất hiện trong những ngày gần đây cho biết câu lạc bộ nước Pháp bắt đầu các cuộc đàm phán với Man United về một thỏa thuận tiềm năng cho Bruno Fernandes, nhưng chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã bác bỏ thông tin này. Nhà báo này cho biết: "Hãy để tôi kể cho bạn nghe điều gì đó về Paris Saint-Germain và đây là những cập nhật quan trọng. Trước hết, Paris Saint-Germain và những tin đồn Bruno Fernandes, điều tôi được biết là không có cuộc đàm phán nào, không có cuộc đàm phán nào về Bruno Fernandes." Paris Saint-Germain đánh giá cao cầu thủ này là một chuyện, đàm phán về cầu thủ này là là chuyện khác. PSG ở hàng tiền vệ đang đàm phán về John Neves và PSG cảm thấy rằng trong vài ngày tới, vào cuối tháng 7 họ có thể ký hợp đồng với Neves từ Benfica. Vì vậy, đây là tâm điểm của họ. Đối với Bruno Fernandes không có cuộc đàm phán nào. Hãy nhớ rằng Bruno Fernandes là một cầu thủ quan trọng của Manchester United. Xác nhận, Erik ten Hag muốn giữ Mason Greenwood. Bất chấp những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo của Getafe ở mùa giải vừa qua với 8 bàn thắng và 6 đường kiến tạo sau 33 lần ra sân, Mason Greenwood vẫn không được ban lãnh đạo của Man United giữ lại vì nổ sùm bên ngoài sân cỏ. Chân sút sinh năm 2001 vừa bị chuyển sang khác áo Marseille cách đây vài ngày. Sau khoảng thời gian dài đàm phán, đội bóng nước Pháp đã sẵn sàng đáp ứng mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 30 triệu euro mà quỷ đó yêu cầu. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ The Athletic, huấn luyện viên Erik ten Hag từng muốn đưa Mason Greenwood vào đội hình của MU bất chấp sự phản đối của dư luận. Trong bối cảnh những cầu thủ như Marcus Rashford hay Anthony gây thất vọng ở mùa giải vừa qua, nhiều cổ động viên của Manchester United cũng mong muốn biến cảnh mà Mason Greenwood quay trở lại sân Old Trafford. Tuy nhiên, vì lợi ích chung của câu lạc bộ, ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ buộc phải để cầu thủ này chuyển sang giải bóng đá Pháp chơi bóng. Tài năng trẻ thứ tư sắp được Ten Hag đôn lên đội 1. Tiền vệ Toby Corrier là cái tên góp mặt chân băng ghế dự bị của Man United vào cuối mùa giải 2023-2024. Trong bối cảnh hàng loạt các cầu thủ của Quỷ Đỏ vắng mặt vì chấn thương, mới đây Toby Corrier đã được đeo băng đội trưởng ở nửa sau trận đấu giao hữu gặp Rosenborg. Tờ Manchester Evening News đưa tin Ten Hag sẵn sàng để Corrier thi đấu nhiều hơn ở mùa bóng tới. Ông nói sau chiến thắng trước đội bóng Na Uy, bạn biết tôi mà, tôi luôn muốn mở đường cho các cầu thủ trẻ nhưng họ phải đạt được những phẩm chất cần thiết. Bây giờ cậu ấy đã kiếm được một cơ hội. Hôm nay cậu ấy đã có mặt trong đội hình xuất phát và chúng tôi sẽ xem cậu ấy có thể đi đến đâu. Năm ngoái chúng tôi đã thấy Alejandro Garnacho và Kobe Meno đạt được thứ gì đó. Vì vậy con đường cũng rộng mở cho những ngôi sao mai khác và Toby là người thứ tư. Bình luận của Ten Hag cho thấy Cordier có thể là cầu thủ trẻ thứ tư được cho cơ hội chơi bóng cho đội 1 dưới triều đại của ông sau Garnacho, Maino và Camara. Bốn ngôi sao lớn cần giải mẫu để lấy lại sự nghiệp tỷ phú Sergio Canip và các cộng sự đang xây dựng một đội hình mới cho huấn luyện viên Erik ten Hag ở mùa giải 2024-2025 với những tân binh đầu tiên mang tên Joshua và Neri Như một phần quá trình cải tổ đội bóng, những ngôi sao đang thất sủng hoặc không có đóng góp nhiều nên chủ động tìm được ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này để lấy lại sự nghiệp không bị nội tàn. Đầu tiên, Aaron wan -Bissaka. West Ham được cho đang có những bước tiến đàm phán với Man United về mức giá dành cho Wan-Bissaka, một động thái có rất nhiều ý nghĩa đối với tất cả các bên. Mùa giải vừa qua, hậu vệ người Anh đã bị mất vị trí đá chính và tay Diouf nên cần phải ra đi. Về phía Quỷ Đỏ, họ cũng muốn bán Wan ngay hè này bởi hợp đồng giữa đôi bên sẽ kết thúc vào tháng 6 năm sau. Việc chuyển sang chơi cho The Hammer cũng sẽ là một quyết định thông minh đối với cầu thủ 26 tuổi bởi đẳng cấp của anh thi đấu một suất chính thức là điều chắc chắn. 2. Gia đình Sancho Sau những mâu thuẫn từ trường như không thể hàn gắn ở mùa giải trước, huấn luyện viên Eric Ten Hag gần đây đã đưa Sancho trở lại tập luyện ở công đội 1. Vị chiến lược gia người Hà Lan cũng dành những lời có cánh cho kỳ tuyển thủ Anh như một động thái muốn hòa giải. Nhưng liệu mọi chuyện có đơn giản như vậy? Trước khi được cho mượn tới Borussia Dortmund, Jadon Sancho cũng không thể hiện được quá nhiều dưới thời Erik ten dù rằng anh được đánh giá rất cao. Vấn đề chính nằm ở việc chiến thuật của cựu thuyền trưởng Ajax Amsterdam không giúp cho Sancho bùng nổ, vì thế có lẽ tốt nhất để đạo trẻ này nên chấp nhận chuyển hẳn sang một đội bóng khác. Thứ ba, Harry Maguire, cựu đội trưởng của MU đã ở rất gần với West Ham ở mùa giải năm ngoái và khá chắc chắn rằng The Hammer sẽ trở lại ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này, có thể nói ra đi là lựa chọn gần như duy nhất cho Harry Maguire nếu anh ấy muốn trở lại đội tuyển Anh. Sự xuất hiện của Nelly cũng sẽ thu hẹp đáng kể. Cơ hội ra sân của Maguire nếu anh vẫn cố gắng bám trụ tại Old Trafford. Và cuối cùng, Casemiro từng là tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới, nhưng Casemiro đã cho thấy mình không còn phù hợp với tốc độ và áp lực khủng khiếp ở ngoại hạng Anh. Với những cổ động viên của Manchester United thì việc chia tay này sẽ mang lại nhiều điều tiếc nuối. Thế nhưng với cầu thủ Brazil thì nó lại là cần thiết. Quỷ đỏ đang theo đuổi và dường như sẽ hoàn tất sớm thương vụ Manuel Ugarte từ Paris Saint-Germain. Nên nếu có ở đại thì Casemiro cũng chịu cảnh mài đụng quần trên băng ghế dự bị, chuyển tới giải bóng đá đạp chơi bóng nhẹ nhàng và lấy khoản được khổng lồ sẽ là lựa chọn thông minh của anh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.